Thì Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Quang có xuống nhà của em Dương Thị Kim Dung, một trong 33 nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở An Phú ở Bình Dương đó quý cô chú anh chị. Thì Quang có đăng những cái clip lên, thì có nhờ quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Quang một số tiền nha. Thì hôm nay thì đến có quyên góp được một số tiền là để mà giúp đỡ cho gia đình mình ha. Thì hôm bữa thì Quang có đăng những cái clip lên đó, thì có quý cô chú anh chị cũng thương thì cũng có gửi tiền trên kênh của Quang đó để mà giúp đỡ cho tiền nhang khói gì cho em Dung ha. Thì Quang sẽ đọc tiền của mà quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ nha. Thì tiền ủng hộ nha mà Kim Dung là Đào Kim Niệm 200, rồi Thương Tiếc em Dung là 200, chuyển tiền mua nhang cho em Dung là 200, Lê Diệu An là 1 triệu, nick Facebook Mi Quyên là một triệu, nick Facebook là ai ai bao ủng hộ bé Dung là 500, cô Sandy Quỳnh là bên Mỹ là 2 triệu, chị Thủy Mai ở Hawaii là 200 đô là 4 triệu 7, thì tổng cộng là 9 triệu 8, thì tặng gia đình là đủ 10 triệu luôn ha. Đó, để gửi cho gia đình mình 10 triệu luôn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dạ, đây là gửi gia đình mình là 10 triệu ha. Dạ. Cô có lời nào cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình mình không? Dạ xin cảm ơn. Dạ. Chú anh chị Mạnh Thường Quân xin gửi số tiền này đặng cho tôi mua nhang đèn cho con tôi với lo cháu ngoại. Dạ. Tôi xin cảm ơn nhiều. Dạ. Với cảm ơn cô chú rồi cũng cảm ơn nhiều. Bây giờ mình ra bàn mình ngồi đi đăng cái điện thoại rồi đi cho nó. Đúng rồi, ra bàn đi ngồi thôi cái. Vậy kêu chút cơ. Ghi số điện thoại ra giấy đi. Ghi số điện thoại ra giấy đi, cái hồi mấy anh em sẽ đọc cái số gia đình mình đó. Lấy ghế vô đi. Dạ. Thì Quang cũng thay mặt cho gia đình của em Dung thì cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Quang ha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Cái bà không hay gì chứ vậy? Tắt cái quạt không? Tắt cái quạt. Ừ. À, đúng rồi. Ý à, vô đây ngồi ngoại để thôi. Ta có biết thì ta thương mình thì ta ủng hộ giúp đỡ trực tiếp gì mình luôn. Thì tôi em này xong mà đi về rồi. Thấy không, đây là số điện thoại của địa chỉ luôn, ghi địa chỉ luôn. Ghi địa chỉ luôn thôi luôn ha. Dạ. Dạ. Út mày mới biết chứ nó không biết đâu. Đó ngồi ghế bà ngoại vậy. Ừ. Sao cô bữa nay chôn bé xong rồi cô thấy sao? Thấy trong lòng sao? Buồn. Buồn ha. Rất buồn, bởi vì con mình đi ra ngoài hè nằm một mình ơn. Như tối nay là nằm mình rồi đó hả nó? Nằm mình rồi đó. Thiên thu luôn. Cái này cũng tại cái số phần mạng bé này nó cũng báo điềm trước chân ha. Cái gì nó cũng báo về gia đình trước hết. Làm như biết trước là mắc hay sao? Nó nằm giỏng, nó nói mẹ ơi. Mẹ gắng lo cho ý con nghe mẹ. Mẹ săn sóc nó đi học thế con nghe mẹ. Thôi con nhỏ này bữa nay mày nói chuyện gì kỳ vậy? Con nói vậy thôi nhào lại ôm mẹ hung. Nhào lại ôm mẹ hung cái rồi. Mẹ ơi con đi nghe mẹ. Vì là hồi đợt mà đi đợt sau này mấy bữa đó ha. Chứ mỗi lần đâu có đâu, hô đi là đi à, nói mẹ con đi nha. Mỗi lần không có quyến luyến gì ha. Không. Như bé nó biết trước rồi đó. Mà đằng này đâu có nghi mà nó như vậy. Mình không có nghĩ vậy ha. Dạ. Cái số bé đến đó à.
Con bé nó hứa là sẽ đi làm về kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh cái giò đó ha, cái chân đó ha. Chữa bệnh giò với bệnh xiển. Dạ. Chứ mình cũng phải nhớ số tài khoản ngân hàng á, nhiều khi người ta kêu là người ta mình gửi số tài khoản ngân hàng cho người ta để người ta chuyển tiền mặt thẳng cho mình luôn ha. Cái này sửa sẵn cái Zalo hoặc là cái Facebook gì sẵn. Rồi cũng như là người ta gửi là người ta cho không mình nè, với người ta dụ mình ta kêu gửi chuyển tiền nhận đồ thì cũng như là đừng có gửi nha, mình không có gửi đi. Dạ, dạ. Thôi. Mình chỉ việc nhận thôi, không có bất cứ trả một phí nào hết trơn nha, toàn bộ những gì dạ ha, tức là dặn trước cho gia đình mình luôn. À cũng như bất cứ là người ta điện ta hỏi mượn tiền cũng nói không có luôn nè, khi mà mượn danh á hỏi mượn tiền này kia là không có luôn nha. Đó, cũng như là người ta lợi dụng cái số điện thoại của mình nè, người ta thấy thương tâm đó, rồi người ta lợi dụng người ta để mà ta chụp lại. Nếu mà ta muốn gửi gì á thì mình cứ gửi số tài khoản cho ta, người ta có chuyển hay không là chuyển của người ta. Nhưng mà người ta nói ta gửi quà cho mình rồi mình phải chuyển tiền để mà nhận này kia là không có nha. Tức là quà ở nước ngoài gì toàn bộ 100% là miễn phí. Cũng như là mình nhận thôi chứ không có mình. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Qua đó đi chú, họ đọc số điện thoại được lên nè, rồi đặng nha. Dạ, đọc số điện thoại của người ta mượn danh đâu đừng có tin nha, như mượn danh tụi mấy tên mấy anh em là quay rồi thấy giúp gửi cho tiền này kia đó. Là ba của bé Yến không rồi, bữa đó là trực tiếp đi bé Dung, bé Dung trực tiếp đi nhận xác bé trên Sài Gòn á, tại vì quay nhiều bé quá nó lộn. Thì cái số điện thoại là của chú đang xài ha. Rồi chú nói. Chú nói đấy ha. Rồi bây giờ chú nói đi ha, chú đọc đọc lớn lên giùm đi ha. 0345 342 871. Chú tên gì đọc lại đang lại ha. Chú tên gì? 0345 342 871. Tên gì? Tên mạng ha, gọi đọc địa chỉ gia đình nhà mình luôn đi ha. Khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Yeah. Thôi giờ Quang đọc lại cho gia đình luôn đi ha. Chú tên gì chú? Mạng. Chú Mạng ha. Thì quý cô chú anh chị nào muốn ủng hộ cho gia đình của em Dương Thị Kim Dung, thì một trong ba nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở An Phú, Bình Dương đó, thì gia đình thật sự là rất là nghèo quý cô chú anh chị ơi. Thì nếu quý cô chú anh chị nào muốn ủng hộ thì liên hệ với chú nha, là 034 534 2871. Địa chỉ ở nhà là khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì Quang đọc lại một lần nữa nha, là số điện thoại là 034 534 2871. Địa chỉ là khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây hết rồi. Đi thăm cháu đi. Để mình chụp hình lại thăm lại cho nó đúng cái nào nguội đó, thăm lại đi cho. Bây giờ tôi em quay xong cái là tôi em đi rồi. Ăn cháo xong rồi đi tôi rồi em đi. Tôi em về đó anh. Đây cũng trễ rồi, tại về xa đó. Rồi với Đình cũng cảm ơn chú anh chị á. Dạ. Từ hồi thì vô cái Dung, tôi vô cái Dung tới bây giờ không rồi. Bữa này là bữa hai, bữa đầu của bữa hai là hai anh em mình cũng giúp đỡ gia đình ba chục triệu, ba chục con mấy à, ba mốt, ba mốt triệu, ba hai triệu.
Nhưng mà qua cái clip mình chia sẻ số điện thoại lên giờ sẽ có mạnh thường quân người ta gửi trực tiếp cho gia đình cho nước mà có thương em á là giúp đỡ trực tiếp cho người. Thì cũng có cái chị bên Hàn Quốc đó thì cũng muốn là xin số điện thoại của gia đình mình để nữa con cho ha. Cho số điện thoại của chị đó thì chị cũng muốn nhận con bé này làm con nuôi thì chị gửi tiền về để mà lo cho con bé ha. Gửi cho chị đó thì nữa chị đó liên hệ với gia đình mình. Đó. Bây giờ có gì? Dạ. Cần điện thoại nha nha. Dạ. Đi vô đây là mất đi xuồng đi ghen đi 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 bộ đi không được. Dạ. Phải ở ngoài lộ xe thì người ta tới đông. Đường xa quá khi ta làm biến vô. Mà sao con mà nó trùng với con mấy con bé kia trơn hết anh. Cũng cũng báo cái điểm cho con bé Linh á. Không biết làm sao mà giống như nó giống 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 cái điểm với nhau á. Cũng như là mấy người mà chết vị đó là ưa có nói cũng có về gia đình trước từ đó tới không phải cái vụ này mà từ đó cái vụ mà chết tai nạn xe hoặc cái gì đồ là nó ưa cái gì gửi cho mấy người kia giữ lại qua gửi khách qua gửi khách dùm ba cái Trang với thằng Cương đi. Đây ta cái lộn là đây là hai cậu cháu nha. Hai cậu cháu chứ không phải là bé Cương có một bé một đứa gái thôi. Hai cậu cháu. Là hai cậu cháu. Đó là em trai Út, em trai Út của Dung. Em trai Út của Dung. Dung. Em trai Dung phải gọi bằng cậu bạn là em, còn bé này phải gọi bằng cậu lận chứ không phải là hai chị em. Còn Dung, Dung gọi là cậu á. Mọi người đừng có hiểu lầm cho bé Dung, bé Dung mất rồi, bé Dung có một bé mà. Có một đứa con. Bé gái bé Dung khi mà có bầu đẻ là bé Dung đã chia tay với một chồng rồi. Con một đời chồng rồi nha. Chứ không phải như cộng đồng mạng nói vậy tội lắm, vì nghèo vì khổ bé mới đi làm để giúp gia đình thôi. Con của Dung ở đây là cậu. Hai cậu cháu nhìn á thì giống không giống giống người khác cho nên nhiều khi ta hiểu lầm. Hiểu lầm giống có thể ta coi cái clip của con Linh á, con Linh ở trên An Giang á thì nó cũng gan như kìa. Đó. Là Dung nó ở nhà lúc đó là thấy ba nó đi làm. Còn nước không xin miếng nước. Đúng rồi dạ. Cậu Út. Tại vì trùng với mấy Linh Đánh, mấy Linh Đánh nó cũng hai đời chồng hai đứa con. Ờ đúng rồi. Linh Đánh thì nó có hai đứa con, hai đời chồng. Hai đời chồng. Một đứa 7 tuổi và một đứa 10 tuổi. Cũng là trùng tuổi đúng không? Ờ, trùng tuổi luôn á. 26 tuổi luôn. Dạ. Tại vì ta nhiều khi người ta coi trên kia người ta hiểu lầm thôi, người ta hiểu lầm. Nghĩ mình không Dung chứ không phải là nghĩ mình đây. Người ta thông qua nó không có đọc rõ là tên với lại là địa chỉ. Người ta chỉ thấy đứa này cũng không quay lên hai đứa, cứ nghĩ hai đứa để tan. Thì hai đứa cũng một trang vậy nè. Ừ. Cũng một gái một trai. Ờ. Còn bé này đội tan nữa thì người ta tưởng đâu nó. Đội nó đội cho chị nó. Ờ. Đứa em mà. Trời hiếu cho chị. Mẹ ơi, hết số tiền chị hai rồi, mẹ cho con đội với ý đội mẹ cho con đội với. Nó biết, nó biết suy nghĩ rồi. Rồi giờ nó nói sao, nó nói là không có tiền. Bé này nói gì, bé này không có tiền đi học à. Em nó nói sao mẹ không đi học nổi không. Nằm nói gì đây, em nằm đây nè. Ngoại ơi, ngoại lo tôi không đi học nổi không. Cái tôi mới nói, ngoại lo tôi không tới đâu thì hay tới đó. Chứ ngoại không dám nói. Con, mà sau này con có ước mơ gì? Đặng quý cô chú anh chị thương rồi, có thể giúp đỡ cho con. Ông bà, ừ, ông bà cô chú đó. Con ước mơ là bác sĩ. Ừ, ước mơ làm bác sĩ ha, ước mơ được đi học thành tài ha. Thành tài làm bác sĩ. Không giống như mẹ vất vả khổ quá. Đời mẹ đó. Ước mơ là thành tài để được làm bác sĩ để nuôi bà ngoại ha. Giỏi quá ta. Khổ mà. Mẹ khổ rồi đó. Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con nè, nuôi vợ nè, chẳng may mẹ bị tai nạn mẹ mất. Trong lúc làm thì khổ thân mẹ ha. Con phải niệm Phật nhiều cho mẹ ha.
Thôi Quang cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Chào tất cả quý cô chú anh chị thân Mạnh Thường Quân. Quang cũng cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho Quang bấy lâu nay nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Thôi Quang về nha. Chào quý cô chú anh chị ạ.